Khoảng 300 năm trước, tộc người Sán Diều di cư đến Việt Nam, sinh sống chủ yếu trên vùng núi cao. Trải qua biến thiên lịch sử, người Sán Diều dần dịch chuyển xuống những vùng núi thấp, trung du và quân tụ thành các bản làng, tập trung ở các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Người Sán Diều còn có các tên gọi khác là dân tộc Chại, Chại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy Xòe. Tại tỉnh Tuyên Quang, đồng bào dân tộc Sán Diều chủ yếu sống tập trung tại các huyện Sơn Dương, Hàm Yên. Cũng như nhiều dân tộc khác, người Sán Diều giỏi khai hoang, phục hóa, làm nương, làm dẫy và đặc biệt có phong tục, tập quán, truyền thống riêng. Từ bao đời nay, trang phục là đặc điểm để nhận biết tộc người. Đối với người Sán Diều, trang phục không chỉ là thứ đồ mặc trên người, mà nó còn là văn hóa truyền thống, là của cải mà mỗi cô gái về nhà chồng thường phải tự tay chuẩn bị. Trước đây khi đến với xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ vừa cùng nhau thêu thùa, vừa ríu rít trò chuyện. Nhưng giờ đây chỉ còn rất ít những người tự may cho mình những bộ trang phục truyền thống và dạy cho con cháu cách thêu thùa, dệt vải. Đối với người Sán Diều, công việc thêu thùa thường diễn ra quanh năm, suốt tháng, nhưng người ta làm lúc nông nhàn hoặc tranh thủ giữa các giờ nghỉ. Vậy nên để hoàn thành một bộ trang phục phải mất tới vài tháng, có khi là cả năm. Về cái may vá của phụ nữ Sán Diều ấy thì chúng tôi rất là quan trọng. 8 tuổi thì chúng tôi cũng đã phải học thêu thùa những cái trang phục của dân tộc mình rồi. Phụ nữ dân tộc Sán Diều, bọn tôi thì trước khi chuẩn bị lấy chồng thì cũng phải chuẩn bị trang phục. Những cái bộ quần áo này rất là lâu. Cái này thì chúng tôi phải may rồi thì thêu hàng tháng trời mới được bộ quần áo. Tìm hiểu trang phục của người Sán Diều phải kể đến bộ váy của người phụ nữ, bởi nó thể hiện sự tài hoa khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ. Không sặc sỡ và thêu thùa cầu kỳ nhiều hoa văn, màu sắc như một số dân tộc khác. Bộ trang phục truyền thống của người Sán Diều khá đơn giản mà vẫn đẹp mắt, toát lên sự gọn gàng, khỏe khoắn. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Sán Diều gồm có khăn đội đầu, áo dài, áo ngắn, váy, yếm, thắt lưng và xà cạp. Điểm thêm nét duyên dáng cho người phụ nữ Sán Diều chính là chiếc túi đựng trầu, hình múi bưởi, được may và thêu thùa rất công phu. Túi thêu bằng chỉ màu, được luồn từ 4 đến 8 sợi dây tết bằng chỉ nhiều màu. Đầu dây tết nút và có tua dài đeo một chuỗi xu đồng để vắt qua vai ra sau lưng, giữ lấy túi trầu. Bên cạnh túi trầu còn phải kể tới con dao cau, luôn đeo bên thắt lưng vào những dịp lễ tết, hội hè. Ngoài ra, phụ nữ Sán Diều sử dụng chiếc thắt lưng màu xanh đỏ, hoa lý hoặc có hoa văn trang trí nhiều màu để làm nổi bật trang phục truyền thống. Phụ nữ Sán Diều rất tinh tế trong việc sử dụng các đồ trang sức, từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn đến xà tích, được thiết kế đơn giản, hài hòa với tổng thể trang phục. Bên cạnh trang phục, đồng bào dân tộc Sán Diều có một kho tàng văn học khá phong phú, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của họ. Đó là sọ cô.
Sọng cô là những câu hát đối đáp giữa nam và nữ. Theo tiếng sán diều, sọng có nghĩa là sướng, cô nghĩa là ca. Và sọng cô ra đời gắn với đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt, văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng. Vậy nên khi đến với những bản làng người sán diều, đi đến đâu chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những khúc hát sọng cô ý nghĩa giữa nam và nữ. Sọng cô thì nó xuất phát từ thuở xưa, từ mãi mãi rồi. Các cụ nói là từ thuở xưa, từ đời nào thì đời này sang đời khác người ta truyền dạy cho thôi. Hát sọng cô thì nó rất là có ý nghĩa, rất là nhiều cái ý nghĩa. Ví dụ như là hát giao duyên này, mình hát đám cưới thì lại khác này, rồi hát vào nhà mới thì lại khác này. Đấy, nên hát là những cái bài tìm hiểu với nhau này khác này. Còn nếu mà những cái bài hát cúng thì người ta cúng ở đâu thì mình cũng có cái bài hát để hát cho các ông thầy đấy. Thì các ông thầy cũng có cái bài hát để đối đáp lại cho mình. Nội dung của sọng cô rất phong phú, thường đề cập đến tình yêu đôi lứa, ca ngợi tinh thần lao động sản xuất và ướm hỏi, tỏ tình, giao duyên. Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Sọng cô nó cũng như là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Kể cả già, kể cả trẻ thì ai cũng rất là tâm huyết. Bây giờ các cháu nhỏ này thì mình cũng dạy cho các cháu nó hát này, múa này. Không thì nó lại mai một là nó hết, nó mất đi những cái bản sắc văn hóa của dân tộc sán diều. Ngôn ngữ trong các làn điệu sọng cô mộc mạc, giản dị, thể hiện thần thái hồn nhiên của người nông dân chân chất. Vì thế nên ở bất cứ đâu, người ta cũng có thể hát những câu hát thay cho lời chào hỏi, làm quen. Dường như lời ca và giai điệu sọng cô mềm mại, đầy sức lan tỏa, nên rất dễ đi vào lòng người. Với nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy, việc dạy chữ sán diều và những câu hát sọng cô cho các cháu thiếu nhi đã trở thành niềm vui, một công việc quen thuộc thường ngày của ông. Là người con sán diều sinh ra và lớn lên ở đất Ninh Lai, trước cái tình hình tiếng nói cũng như các phong tục tập quán của sán diều bị mai một, là người tâm huyết. Khi có nghị quyết Trung ương năm khóa 8 cũng như các cái nghị quyết của Đảng, tôi đã tìm hiểu, sưu tầm các cái bài hát, đặc biệt là vấn đề tiếng nói nó bị mai một, tôi đã chủ động soạn thảo toàn bộ một cái chương trình bằng tiếng để dạy cho các cháu từ mầm non cho đến cấp 2, cấp 3. Và một số anh chị thanh niên khác với các cháu học sinh. Tôi truyền dạy những cái bài chủ yếu là sáng tác ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước trong lao động sản xuất. Chính vì vậy, trong mấy năm vừa qua cũng đã được đông đảo người sán diều, các bậc phụ huynh đã cho các cháu theo học tiếng sán diều rất là đông, nhằm mục đích là bảo tồn và phát triển tiếng nói của dân tộc. Khi mà được theo hầu hát sọng cô này, con cảm thấy rất là vui và tự hào về truyền thống này, vì điệu hát này nó rất là hay và giữ gìn được bản sắc dân tộc của người sán diều ạ. Là một người con dân tộc sán diều, có thời gian dài công tác tại xã Ninh Lai, đảm nhận chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nghệ nhân ưu tú Lục Văn Bảy có điều kiện để nghiên cứu thêm về truyền thống dân tộc. Ông nhận ra rằng, vốn cây cỏ, những bài thuốc dân gian của dân tộc rất quý báu. Từ sự trải nghiệm qua bao đời, cộng thêm những nghiên cứu, học hỏi của bản thân, ông đã tìm tòi và phát triển những bài thuốc dân gian dân tộc để giúp đỡ bà con trong làng, trong thôn
và bây giờ là cả huyện, cả nước. Thuốc của ông đã được đi khắp đất nước, mang lại sức khỏe, niềm vui cho mọi người. Bản thân tôi ấy, là theo nghề thuốc của ông cha, đến nay có thể nói là hơn 60 năm. Từ 9 tuổi đã theo cha vác thuồng lên rừng đào những cây thuốc. Tôi đã phát huy cái nghề thuốc gia truyền của gia đình cùng với con cháu sưu tầm và tiếp tục học hỏi phát huy những cái bài thuốc giá trị này và chuyển thành cao đặc để phục vụ cho bà con thuận lợi trong quá trình sử dụng. Tôi dùng thuốc này của ông Bảy cũng được một tuần. Đến nay thì cũng thấy cải thiện rõ rệt hơn, cũng thấy đỡ nhiều chị. Đối với những người nghệ nhân như ông Lục Văn Bảy, những cuốn sách được cha ông truyền lại là gia tài quý báu để ông luôn trân trọng và lưu giữ. Không chỉ lưu giữ sách cổ, ông còn lưu giữ những hiện vật của người Sán Dìu. Mỗi hiện vật đều mang những ý nghĩa, những giá trị riêng. Đây là một cái giỏ đặc trưng của dân tộc Sán Dìu, dùng để bắt cá, bắt ếch. Cái đặc trưng thứ hai nữa là cái liềm gặt, uốn bằng cái cành gỗ, nó có cái vòng quanh như thế này và dùng để ví dụ như lúa nó đổ đi thì bắt đầu mới khều lên như thế này, xong bắt đầu mới gặt. Hai cái dụng cụ này thì là của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Có thể bà con Sán Dìu nhìn thấy cái liềm gặt này cũng biết là người Sán Dìu. Mỗi dân tộc đều có nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực, và đồng bào dân tộc Sán Dìu cũng vậy. Với người Sán Dìu, mỗi dịp lễ Tết quan trọng, trong mâm cúng dâng tổ tiên, thần linh, không thể thiếu xôi đen, được làm từ cây lau sau, bánh chưng gù, bánh chầu. Hiện nay cùng với các dân tộc anh em, đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang đã và đang từng bước đi lên trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, người Sán Dìu luôn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình để luôn là một bông hoa đẹp mang hương sắc riêng có trong vườn hoa 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam.